Xin chào mọi người đã đến với kênh shop gia đình Nhật Hoàng Gia nha. Và ngày hôm nay thì Gia có một cây đàn rất là đẹp muốn giới thiệu cho mọi người, đó chính là một cây Yamaha dáng khuyết dòng NTX 900 FM. Đối với cái dòng này á mọi người thì độ đâu khoảng nửa năm trước thì Gia có về một cây cũng model này luôn. Đó là một cây NTX 900 FM, nhưng mà khách lấy rồi và cũng có rất là nhiều anh chị cũng điện thoại cho Gia để mà tìm cái mẫu đàn này, vì cây đàn này nó sở hữu một cái bộ gỗ rất là đẹp. Đây mà mọi người xem bộ gỗ của cái đàn. Rồi, đây chính là cái phần model mà ghi cái chữ FM ở phía sau đó mọi người. Mời mọi người xem phần tem trước nha. NTX 900 FM. Cái từ FM thì nó được viết tắt bởi cái chữ là flammable nha mọi người, flammable. Thì flammable này nó sẽ có cái nghĩa là cái vân ngang của cái gỗ marble mọi người. Và cái đàn này thì mặt tốt là tốt sprue, và đây là một mặt tốp solid, lưng thông là một loại gỗ đó là marble. Đó, marble thì cho chúng ta được một cái phần gỗ màu vàng có vân ngang rất là óng ánh, rất là đẹp luôn. Thì mọi người cũng thể biết là một cây Murex đúc 50 hoặc là 30 ô 50 hoặc 40 thì lưng ba mảnh thì cái miếng chính giữa sẽ quạt đó là marble mọi người. Thì cái này là full marble ở mặt hông và mặt lưng luôn, rất là đã hơn rồi ha. Và cái này rất là đẹp. Cái đàn này là cũng là một trong những cây đàn mà rất phù hợp cho những ai có cái phần tai nhỏ xíu, vì cây đàn này thì bản cần của nó là 48 nha mọi người, một cây semi classic thùng mỏng đó. Khi mà nhắc về thùng mỏng thì có thể là mọi người có thể nghĩ rằng là cây đàn này là một trong những cây đàn nó có cái để chơi EQ âm EQ hay thôi, còn âm mộc thì nó không hay. Tuy nhiên thì đối với cây đàn này thì Gia đã test thử rồi, âm mộc khá là tốt nha mọi người, âm mộc cực kỳ là tốt luôn đó. Nó không có bị tù âm mà nó rất là thoát âm đó, rất là hay ở một điều là cây đàn này. Đi vào chi tiết cây đàn này thì em sẽ quay cho mọi người phần mặt tốp của cây đàn ha. Rồi, xuất xứ của cây đàn này thì Gia xin phép được nói luôn, đây là một cái phiên bản Yamaha đời mới sau này và được chế tác tại Trung đó, tại Trung, Made in China Yamaha Corporation, có nghĩa là đây là một cây đàn Yamaha chính hãng được sản xuất tại nhà máy Yamaha China đó. Nói với cái việc mà Made in ở đâu thì mọi người yên tâm ha. Nói chung là nếu mà mọi người có những cái quan điểm hàng về hàng hóa mua sắm mà nó cởi mở hơn á thì có thể là mọi người sẽ suy nghĩ để tạo cây này đó, vì cây này cũng là một cây đàn Yamaha chính hãng thôi mọi người, nó không có khác gì hết, giống như iPhone vậy thôi, iPhone cũng sản xuất tại nhà máy Trung Quốc thì thôi mọi người đó. Rồi, ok, và đi vào chi tiết cây đàn này thì Gia sẽ quay phần mặt tốp cho mọi người xem. Đây là một cây đàn đẹp, phần mặt tốp đẹp đó, ngựa zin nguyên bản đó, mọi người sẽ thấy được này đó, rất là đẹp luôn. Và cái đắt giá nhất của cây đàn đó chính là phần gỗ lưng và hông, và phần gỗ lưng thì cực kỳ đẹp luôn mọi người đó, cực kỳ đẹp luôn đó. Phần hông cũng rất là đẹp đó. Rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, camera quay cho cái EQ ha. Rồi, cái EQ này chúng ta sẽ có được là một cái EQ Yamaha chính hãng được lắp trên cái đàn luôn nha mọi người. Ở đây chúng ta sẽ có một cái tuner ở đây nha mọi người. Đó, đó, mọi người có thể điều chỉnh dây ở trên phần tuner này luôn. Thì chúng ta sẽ có một cái volume master, volume tổng ở đây, và chúng ta sẽ có ba cái tone. Chúng ta sẽ có là chép nè, mic nè và bass nè, và ở đây cũng sẽ có thêm được cái phần là pickup mic, có nghĩa là chúng ta sẽ có thể là sáo trộn đó, chúng ta sẽ tùy chỉnh sáo trộn cái pickup này được tùy ý của chúng ta ha, chúng ta có thể là tùy chỉnh âm thanh của chúng ta thích đó, để phù hợp với bài hát nào đó, một cái thể loại nhạc nào đó. Ok, rồi chúng ta sẽ đi tới phần gót cần cây đàn này. Cái quan trọng để mà chúng ta xác định coi cây đàn nó có kỹ thuật tốt hay không, gót cần hiện tại thì nguyên bản là mọi người không có bị hở hay là gì hết, rất là đẹp, gót cần rất là khích khao luôn. Đó, cần đàn cũng rất là đẹp nè mọi người. Và mọi người lưu ý là đa phần những cây đời mới á, thì họ thiết kế cái cần bằng cái sơn nhám nha mọi người. Sơn nhám nha, nó không có bóng, thế nên chúng ta sẽ có cái độ bám nhất định khi mà chúng ta bị mồ hôi tay á mọi người. Tay của Gia cũng ra mồ hôi khi mà chúng Gia có cầm quay video đang nói chuyện cũng khá là hồi hộp đó, sợ nói sai đó thì cũng ra mồ hôi tay đó. Thì khi mình gờ mình cầm vô thì nó cũng cảm giác mình cũng có cái độ bám nhất định để cho chúng ta có thể chơi thao tác trên cây đàn nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều, so với lỡ chúng ta chơi bị trượt thì
nó không hay mọi người ha. Thì có một, đây là một những cái thiết kế đa phần những cái đèn mà hiện đại ngày nay thì nó cũng sẽ có những cái thiết kế như thế này về phần lớp sơn nhám ở phần cần đèn. Rồi, bộ khóa đây là bộ khóa zin của cái đèn nha mọi người. Bộ khóa này là bộ khóa sliver, một bộ khóa bạc. Như mọi người thấy, kết cấu và chi tiết của bộ khóa nhìn rất là chắc chắn, cũng như là những cái họa tiết được chạm khắc ở trên bộ khóa cực kỳ đẹp. Mọi người thấy được là đây là một bộ khóa đúc luôn. Khóa đúc nghĩa là không có cái ngoéo nha mọi người, không có cái ngoéo giữa cái cốt này, mà là đúc nguyên cái cốt của cái tai bánh răng luôn. Đó, rất là xịn nha mọi người ha. Rồi, một cái thiết kế rất là hiện đại, một cái đầu cần thiết kế rất là hiện đại. Bộ khóa ở đây cũng rất là đẹp, và tay nắm khóa cũng rất là đẹp luôn. Và nó có một cái tông màu cam, nó phù hợp và nó đồng điệu với cái màu sắc của cây đèn. Thật sự cây đèn này là một trong những cây đèn mà ta thấy là thiết kế rất là đẹp mọi người. Cái điểm nhấn mà Gia cảm thấy đối với Gia thích nhất trên cây đèn này, đó chính là cái họa tiết ở phần lỗ thoát âm. Cái họa tiết này là một trong những họa tiết được làm bằng tay nha mọi người. Đó, được làm bằng tay nha. Và họ làm cái họa tiết cái miệng thùng nó dạng oval, nó không có tròn nhưng mà nó dạng oval. Rồi, rất là đẹp nha mọi người, rất là đẹp nha. Và cái này thì nó sẽ còn đầy đủ bộ giấy tờ kèm theo một cái sao hô ở đây, chống hú ở đây nữa nha mọi người. Đó, và kèm theo cho mọi người là một cái bao da Yamaha zin chính hãng của cây đèn. Tại vì bao da thì da luôn nào cũng lấy ra hết á, để nó không có được trong cây đàn đâu mọi người, để tại vì đàn thì sắp lớp gì đó, thế nên mọi người chốt đàn thì em mới lấy bao em để vô cho mọi người. Và đây là một cái bao zin Yamaha chất lượng và kèm theo bộ giấy tờ của cây đàn luôn. Cây đàn có giấy tờ nha mọi người, và có một cái sao hô ở đây luôn đó, một cái nắp chống hú ở đây nữa, rất là tiện lợi cho mọi người. Và cây đàn này thì hiện tại shop của Niệm Phan Sa đang bán mức giá là 12 triệu kèm theo bao da Yamaha chính hãng nha mọi người, free ship cho mọi người toàn quốc luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến tiết mục màn test đàn nha mọi người, test âm mộc cũng như là âm qua EQ cho mọi người xem thử chức năng hoạt động của cây đàn luôn nha. Bây giờ ra sẽ quay cho mọi người test cái EQ nha mọi người. Rồi, bây giờ đây ra có rắc sẵn rồi, ra cắm sẵn rồi, ra chỉ cần mở cái lo lên thôi. Và ra sẽ test bằng cái con lo Fishman nha mọi người. Đó, con lo ở đây nè. Rồi, ok. Và ở đây thì ra sẽ dặn 50-50 hết nha mọi người, không có để cái nào cao thấp hết, để 50-50 đều hết nha mọi người. Đó, để 50-50 hết. Đó, để vô chính giữa hết nha. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ... Rồi, nó đã vô lo đó mọi người.
EQ hoạt động rất là tốt cho mọi người ha. Bây giờ ra chỉ test EQ cho mọi người thôi. Thế nên test hoạt động và âm thanh của cho mọi người xem thôi, chứ ra không có đánh giỏi nên mọi người thông cảm cho em nha. Đó, em chỉ đánh được gọi là chức năng mọi thứ hoạt động nó ok, không bị ù xè, nó không bị rè, hú hiết đồ thôi cho mọi người ha. Và âm thanh của cái đàn này quay mọc rất là hay. Đó. Rất là tốt. Và rồi ok mọi người, cây đàn này thì action rất là tốt nha mọi người. Đây sẽ đo action cho mọi người xem. Rồi, classic guitar ngăn 1. Ngăn 12, dãy số 1 thấp hơn định mức luôn nha mọi người. Đây, thấp hơn định mức luôn nè. Đó. Rồi, dãy số 6 ngăn 12. Đó, cũng thấp hơn định mức luôn. Đó, một cái action vô cùng tuyệt vời. Và cây đàn này thì là một cây đàn có thể mọi người chơi ở nhà, anh em bạn bè, cũng như là nếu mọi người có nhu cầu ISO thì cây đàn này cũng đáp ứng cho mọi người, để mọi người có thể hoàn thành những cái show diễn rất là tốt cho mọi người ha. Âm thanh cực kỳ hay. Và Yamaha là một trong những thương hiệu đàn được sử dụng trong phòng thu khá là nhiều. Về chất âm của cây đàn Yamaha rất là clean, rất là sạch sẽ. Và đối với những cái dòng đàn semi classic này thì rất phù hợp cho mọi người đi biểu diễn nha mọi người ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo cùng với những cây đàn khác nữa. Và đây là Yamaha NTX 900 FM.